Thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn. Sau một tuần nghỉ mưa thì thầy trò cũng không lên được trên thôn, và cũng cái con đường làng Linh thì vẫn chưa làm xong. Và trong cái quá trình đang chờ đợi làm con đường cho hai bà cháu, thì cũng theo ý kiến của Mạnh Thường Quân là thầy trò hôm nay cũng mua một ít đồ lên để tiếp tục hỗ trợ cho hai bà cháu về thực phẩm, thức ăn, mắm muối, mì chính, và mua ít bánh kẹo, giày dép lên để phân phát cho các cháu ở xung quanh khu vực làng Linh. Và thầy trò cũng sẽ lên trên khu vực nhà em Mày để hình như nghe nói là em đang bị ốm, để hỏi xem là hôm nọ thì thấy em bảo là muốn mua cho một cái giường, một cái tủ. Thì em Mày, thầy cho em xin báo được một tin vui là em Mày cũng đã có sự trợ cấp kịp thời của quý Mạnh Thường Quân, đã chung tay gửi quỹ về để cho thầy trò em sắm sửa nội thất cho nhà em Mày, và tranh thủ ngày hôm nay lên phân phát đồ cho các cháu thiếu nhi và hai bà cháu ở trên này. Thì thầy trò em cũng hỏi luôn là xem ý kiến của em Mày là em muốn mua hai cái giường hay là mua một giường một tủ. Ngồi im nhá, mình chỉnh lại đã. Xe không lên nổi không? Ô, lấy tay này mới quay, xỏ bên này. Xỏ đấy, thế. Hôm nay bà đi làm được nhiều không? Được một tí rồi, bấm kinh nó bà thì thế à? Mấy ngày mẹ ở dưới kia thì trời mưa thì không lên được á. Bà dọc đun cha lên là tìm thơ. Giải hết ra. Không mua có gì dọc lùi ra đó. Đây, Minh ơi, em bóc hết kẹo cho cái thùng ấy xong chia cho các em. Bà lấy cái này nha. Vâng, cái đấy mua cho bà đấy. Lấy cho bà cái ủng kia nữa. Không có muối ăn, bà lấy một quả nha. Mỡ của bà, muối lấy cho bà. Mì chính, súp. Mì chính à, muối cho bà á. Cả cái ủng kia nữa. Nó thấy không nữa hết nữa. Mày làm thật không nhỉ? Trông này canh. Bà đeo thử dép xem là có vừa không? Vừa. Ừ.
cho con xuống gót đi ba nhá. Về mặc quần áo lên thì cho. Ai mặc quần áo thì cho. Hello. Mình nát đi, mình nát cái gót nữa. Sao chưa xong nữa? Đi nhá. Mình nát ta nó. À. Mà đi à, thì dép nào. Nè, cứ tìm mình nát cái tôi thì có một thằng mới nào nè. Mình nát cái lấy chỗ mà. Tay vào thử dép đi em. Lấy cho xay một đôi. Linh, lấy cho xay một đôi. Xay xem là em đeo bụng hay bao lấy đi. Xay đau bụng. Đau bụng à? Ừ, đau bụng, thó bụng. Xay đau xe. Đau xe là đau là gì chứ? Xem có bừa không? Xin lo là? Lũng là? Lo là? Lo cho chỗ gì? Chia kẹo đi. Bảo cái đứa mặc quần áo đứng ra đi. Chia kẹo cho các em. Nó gì nhỉ? Vào chia cho các em đi. Chia vừa vừa nhá, đây các em đang lên không khí không đủ. Bạn nào chưa được thì đứng lên để cho các chị chia cho. Bảo đi Ninh. Gọi xem là bảo đứa nào chưa được thì đứng lên đây. Bọc ăn luôn đi. Ừ.
Em lấy em cử luôn. Ngon không? Có ngon không? Xinh rồi. Này mang cái này cho xinh này. À, đưa cho bà một gói xà phòng nữa. Cho mấy bạn lớn lớn kia mỗi bạn một gói xà phòng để về giặt đi. Ở chỗ thầy giáo nhé. À. Thầy giáo cho tôi bún ảnh nào ở chỗ ấy. Ừ. Mấy bạn này được kẹo chưa? Mấy bạn này bóc ăn luôn đi. Thế giờ có lấy con dao không lấy nữa. Lấy con dao thì bạn bắn một cây nữa. Con dao á? Ừ. Bà bán con dao à? Ừ. Mang lên xe nào? Cho tôi nhìn xe nè. Chẳng muốn tôi quá. Con muốn tôi đắt chưa? Con cái tôi mà muốn mua mà. Giờ lấy xe xuống lầu chá màu.
Mấy mặt này bóc ăn đi thôi chứ còn gì nữa. À, đây, hôm nay thì cắm lên cho bà một ít đồ. Cái này, ủng này bà có đeo vừa không? Vừa. Vừa rồi gì? Dạ. Cái này vừa không? Vừa. Vừa. Cái này mới đủ. Cái này là dầu ăn nhá. Ừ. Dầu ăn này, cái này là xà phòng nhá. Ừ. Để giặt nhá. Mắm muối mì chính, nói chung là sắm cho bà đầy đủ tất cả luôn, để chờ đến hôm hoàn thiện nhà là xong. Chúng ta thấy mẹ. Bà cụ này bảo là mới đánh được một con dao bằng nhíp nhá, rất là tuyệt vời luôn, thì sẽ nhờ mình sẽ cầm xuống dưới kia để bán hộ. Cái này thì bao tiền? Còn cái chén nào? Nhớ cái chén nào? 400. Vâng. Con dao này bà là bán là 400 nhá. 400 thì cô bác nào có cần mua thì liên hệ nhá, mình sẽ gửi cho nhá. Dao thì để mà làm đẹp thì cũng không được đẹp đâu. Nhưng mà cái chất lượng thép này rất là tuyệt vời luôn nhá. Bà con ăn cơ à. Bánh bao đấy không tốt đâu. Ăn vào là đau bụng đấy. Thầy con ăn cơm, thầy lấy mì tôm, lấy bánh bò ăn, bảo là đi lấy bánh nóng ăn nữa, bà con có chừng đi lấy cái khẩu. Bọn bà lấy cho bà, đưa cho bà 200. Đi lấy bánh nóng nữa, bà con có chừng cho thầy nữa, thầy mới khẩu. Thế bà cầm ít tiền xong là mua thuốc cho cháu nhá. Cái gì? Cái này nó không đằng được cơm ăn nữa. Cái kia à? Rồi thế để mua một cái cho bà. Vâng, thế để hôm nào lên thầy cho mua cho. Gãy hết rồi. Nấu cơm nó bớt đi. thầy giáo lấy dừa thì thầy giáo lấy một cái cho bà. Rồi thế để ngày mai nhá, ngày mai thầy cho lên sẽ mua cho bà nhá. Thầy giáo về thì thầy giáo lấy một tí về cho bà ăn. Bữa này thì nấu cơm thì không dừa rồi. Thế là mấy bạn này ở một nhà à? Không phải à? Nhớ là phải giặt quần áo liên tục nhá, nhớ chưa? Giặt quần áo thì hôm nào hết thì thầy lại lên, thầy lại mua cho. Lớn là phải sạch sẽ, quần áo phải biết giặt thì người biết thơm, thấy chưa?
con xoa. Bạn này dép đeo vừa không? Hỏi em sao dép đeo vừa không? Đeo vào chân thầy xem nào, có vừa không? Đeo luôn đi, đôi dép rách thì còn để làm gì nữa? Đeo xem luôn được rồi. Thế có phải đẹp không? À. Thế bạn bé bé này, à bạn hôm nay mua thiếu rồi đúng không? Bạn bé bé này chưa có à? Bạn kia dép có đeo vừa không? Bạn nhỏ kia là hay là rộng? À thế là thiếu bạn nhỏ này rồi đúng không? Thôi thế hôm nào thì thầy mua cho đôi nữa nhá. Để cho về trước đây. Bê tông này chắc phải họ phải cho tầm 10 ngày để cho đường khô ấy, bắt đầu là cho xe chuyển vật liệu lưu thông. À, thôi thầy trò em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.